theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 17 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon thuộc Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương khoảng 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 đến 20 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo vào 7 giờ sáng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Vào 7 giờ sáng ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/h, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão cấp 9, giật cấp 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Cái vị trí của cái áp thấp nhiệt đới này hình thành thì tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3, Yagi, tức là cùng ở khu phía đông của Luzon. Tuy nhiên cái điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, mà nó phải, cái cơn áp thấp nhiệt đới này nó phải chia sẻ cái năng lượng, chia sẻ cái lượng ẩm đối với cơn bão Pulasan đang hoạt động khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào Biển Đông ý, thì cái áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cái cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Dự báo về tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tức khoảng 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, khoảng 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 đến 4 mét, từ chiều ngày 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 mét, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Với tất cả những cái điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy là cái đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão số 4 sẽ là rất phức tạp so với cơn bão Yagi. Vừa rồi là nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện gần Biển Đông. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/h. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Philippines sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4. Sau đó khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cái vị trí của cái áp thấp nhiệt đới này hình thành thì tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3. Yagi, tức là cùng ở khu phía đông của Luzon. Tuy nhiên cái điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, mà nó phải, cái cơn áp thấp nhiệt đới này nó phải chia sẻ cái năng lượng, chia sẻ cái lượng ẩm đối với cơn bão Pulasan đang hoạt động khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào Biển Đông ý, thì cái áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cái cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Ngoài việc chịu tác động của cơn bão phía Tây Bắc Thái Bình Dương, nó vẫn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới còn chịu một tác động nữa, đó là khối không khí lạnh, có thể ảnh hưởng đến nước ta sau ngày 19 tháng 9. Với tất cả yếu tố này cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ rất phức tạp. Dự báo thời gian cụ thể áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng khoảng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ trở thành cơn bão số 4 năm 2024. Khi di chuyển đến giữa quần đảo Hoàng Sa, sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi mà mạnh lên thành bão thì nó sẽ di chuyển thẳng vào khu vực Trung Trung Bộ. Kịch bản thứ hai là cái áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão thì có khả năng đổi hướng di chuyển đến Tây Tây Bắc và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Tức là đi về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Và tất cả những cái mô hình dự báo của Việt Nam và quốc tế đều nhận định là cái cường độ của cái áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão thì không thể mạnh như bão Yagi, tức là không thể mạnh như bão số 3. Trưởng phòng dự báo thời tiết lưu ý về gió mạnh trên Biển Đông. Từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, tức từ 75 đến 88 km/h, biển động mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Để chủ động ứng phó với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí,
hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương và bộ ngành có liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tiến hành trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ. Cơn bão số 3, tức bão Yagi đã gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng tại nhiều vùng miền Bắc nước ta, khiến nhiều tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề. Sau bão, việc đối mặt với lũ lụt và hậu quả của nó là một thách thức lớn với người dân. Nước ngập đường phố, tràn vào nhà, thậm chí còn cuốn trôi hết tài sản của người dân. Tuy nhiên, nhờ có sự chủ động và sẵn sàng, một số gia đình đã giữ được tài sản và an toàn cho chính mình. Câu chuyện của gia đình chị Đinh Ngọc Huyền ở xã Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ điển hình cho sự chuẩn bị kịp thời. Nói về đợt lũ lụt vừa rồi, chị Đinh Ngọc Huyền cho biết rằng gia đình chị may mắn hơn những gia đình khác vì không bị thiệt hại gì. Chị Huyền kể lại trong đêm 8 tháng 9, khi mưa lũ bất ngờ đổ về, chị và gia đình đã nhanh chóng hành động. Với việc lắng nghe thông tin từ báo đài và sự cảnh báo từ địa phương, gia đình chị đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đối phó với cơn lũ. Lúc 2 giờ 30 phút sáng, gia đình chị Huyền bắt đầu di dời xe ô tô, xe máy, xe điện đến nơi cao ráo. Các thiết bị điện và vật dụng quan trọng được nhanh chóng chuyển lên tầng trên. Những vật dụng không thể di chuyển như tủ lạnh thì được bọc kính bằng bạt ni lông để bảo vệ. Chỉ vài giờ sau, tầng trệt nhà chị đã ngập trong nước lũ. Nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo, gia đình chị Huyền đã bảo vệ được toàn bộ tài sản. Từ việc di dời tài sản đến cách bọc kính các đồ dùng bằng bạt, tất cả đều được thực hiện một cách hiệu quả. Như vậy, nhờ có sự chủ động và sẵn sàng, gia đình chị Đinh Ngọc Huyền đã giữ được tài sản và an toàn cho cả nhà. Chuyên gia kỹ năng sống Lê Thanh Lưu cũng chia sẻ thêm về các phương pháp đơn giản mà người dân có thể áp dụng để bảo vệ tài sản trong lũ lụt. Chuyên gia Lê Thanh Lưu cho biết, ngoài việc bảo vệ tính mạng trong lũ lụt, thì tài sản là thứ quan trọng và đảm bảo không thiệt hại nhiều sau lũ cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Do đó, chuyên gia này gợi ý nhiều phương án bảo vệ tài sản trong lũ lụt. Về xe máy, trước khi lũ đến, người dân chỉ cần buộc dây cố định ở một góc nào đó, mục đích để xe không bị trôi dạt, dễ tìm lại sau lũ. Còn với ô tô, chuyên gia khuyên nên tìm tấm bạt chống nước lớn, rồi cho lăn qua, rồi bỏ lại phía trên nóc. Kích thước tấm bạt tầm 6 x 10m, loại bạt mặt xanh hoặc cam, bà con vẫn dùng để phơi lúa. Chuyên gia Lê Thanh Lưu lưu ý, phải nhớ buộc dây treo phía trên giúp xe thăng bằng, khi nước lên, xe sẽ nổi theo. Lưu ý khi nước lên có thể co dây theo nhưng phải kịp nới dây khi nước xuống vì sức nặng của xe có thể kéo sập nếu buộc vào xà nhà. Về lương thực như lúa hay gia súc gia cầm, chuyên gia này chỉ cách người dân cứ bỏ lúa vào và bao lại bằng túi ni lông. Sau đó để thật cao kèm nhúng dây cho nổi theo con nước mà không bị trôi mất là được. Về gia súc, người dân tìm cách buộc phao giả chiến vào cổ, hai bên hông rồi buộc dây điếu lại, nước lên thì chỉnh dây theo, còn gia cầm có thể làm bè riêng cho các lồng nuôi loại nhẹ. Chia sẻ về cách làm phao cho gia súc, chuyên gia này nói, về cơ bản, cứ tính đầu của gia súc, ước chừng trọng lượng ký rồi đổi ngang sang đơn vị lít, làm dư một chút sẽ ra dung tích phao hơi cần thiết. Ví dụ, đầu trâu khoảng 30kg, tính ngang 30 lít nước, làm dư lên tương đương cái can 40 lít nước sẽ giúp con trâu đổi đầu trong nước. Tương tự như vậy có thể tính được các loại phao bó hông giúp gia súc nổi được tốt hơn trong lũ lụt.